Ôi bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Cái gì đây? iPhone 12 gọt được táo. iPhone 12 đây á? Ừ. Ơ vãi trưởng, vừa mua một cái. Ôi giời. Mua lúc nào đấy? Mua chắc mua của anh Huy mà. Giàu đấy. Ôi giời, cái tiền nó là cái gì đâu. Không mà giờ ta lo hết. Không mà giờ ta lo hết. Không phải dân Hải đâu. Nhưng mà này này, nó gọt táo được thật đấy. Đi đồ đây. Mình thử đi. Hỏng iPhone thì chịu nhá. Mà cái iPhone 12 này nó có là cái gì đâu. Thì mua thêm cái mới đúng không? Ừ, mua luôn Pro Max thôi. Đi thử thử thử. Xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Channel. Và đây là em Check. Và như đầu video các bạn có thể thấy là bọn mình vừa xem một những cái video TikTok của Trung Quốc là dùng iPhone 12 để gọt táo. Mà chính vì thế đang rất là nổi đấy bạn ạ. Mà rất là nhiều người kiểu nghi ngờ, xong rồi tại vì có video nữa ấy. Ban đầu nhá, mình nghe mình sẽ nghĩ là kiểu ôi bọn mày chém gió ghép ảnh làm gì có chuyện như thế, nhưng mà người ta quay video ấy, thế là thành ra là mình cũng tò mò. Thế là vì mình không có iPhone 12 nên ngày hôm nay mình sẽ thử bằng iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Thì tại vì các bạn biết đấy, mình chỉ có iPhone 12 Pro Max thôi, đấy là thôi mình đánh check tạm một con này đấy. Và nếu như mà các bạn quan tâm đến các sản phẩm như 12, 12 Pro, 12 Pro Max thì hiện tại Sephone S cũng đã mở đợt đặt hàng lần thứ 2. Chúng mình sẽ để đường link ở phía bên dưới để các bạn tham khảo nhé. Còn bây giờ thì check thôi. Đây có táo ở đây cho bạn rồi đây. Mình có hai quả táo hồng ở đây. Bây giờ thì như nào nhỉ? Mình sẽ dùng con 12 Pro, còn Hà thì sẽ dùng con 12 Pro Max. Và bây giờ thì sẽ là cuộc thi xem ai gọt được táo bằng iPhone nhanh hơn. Nhưng mà khi mà xem video kia ấy, thì thấy có vẻ là anh có sẵn một cái mảng ở đây rồi. Tức là bóc sẵn một mảng rồi, không phải là bắt đầu từ quả nguyên. Thế thì mình cứ thử từ nguyên đi. Từ nguyên. Ở trên mạng thì mình còn thấy là nhiều người bảo là iPhone 12 còn làm đứt cả tay người cơ. Đấy, chính vì thế anh Huy yêu cầu bọn mình là lát bọn mình sẽ phải nắm chặt cái iPhone 12 này trong vòng 5 phút. Ai mà xước tay thì người ấy được trả cho 500.000. Đấy, mỗi một vết xước là 500.000. Các bạn thấy không? Anh Huy mua bán trên sức khỏe của nhân viên như thế đấy. Ê bạn ơi, bạn có gọt được không? Tôi đang cứa vào, tôi đang cố cứa để có một điểm tựa bạn ạ. Bạn gọt kiểu ngược ngược à? Ôi ôi, được bạn ơi. Được bạn ơi. Tuy là hơi nặng tay ấy, hơi nát. Phải đè lực. Ủa mắc gì bật flash ta? Anh Huy ơi, nước vào máy thì em không chịu trách nhiệm nha. Đây là thành quả đầu tiên của mình. Được chắc chỗ này được 2 cm. Nhưng cũng được ấy chứ nhỉ? Khi nào mà kiểu nhà có khách thì mẹ bảo gọt táo mà vội quá ấy, thì lấy điện thoại. Ôi bạn ơi, gọt bằng cái này lâu gấp 3 lần gọt bằng cái bình thường bạn ạ. Và bọn mình phải đẩy lực rất là nhiều thì nó mới ra được cái vỏ táo ấy. Nát hết cả táo rồi. Gọt táo 30 triệu. Bọn mình con này bao tiền hả anh? Gần 50 triệu lần đầu. Ôi. Như các bạn có thể thấy thì ngày hôm nay bọn mình rất là táo bạo. Bọn mình quyết định là check một dụng cụ gọt táo có giá 50 triệu. Đấy, của Vi bao tiền? Của tôi chắc tầm 30. 39, 40. Các bạn thấy không? Em check đầu tư nội dung kinh khủng luôn mà. Bạn ơi. Chuyên mục được đầu tư nhất X-Channel. Đấy. Em không biết, tại vì bổ ngược. Này bây giờ tao hỏi mày nhá, bình thường mày có biết gọt táo không đã? Không, bình thường tao bổ xuôi, còn mày đang bổ ngược. Mày phát hiện ra điều đấy không? Ý là bổ theo kiểu ngược lại. Nhưng mà thế này có lực hơn. Ừ. Em sắp gọt được một vòng rồi mọi người. Ừ đúng rồi đấy, bổ ngược nó dễ hơn. Ôi nhưng mà nước vào hết trong điện thoại đấy. Nước táo ấy. Chống nước mày. Chống nước ạ. Ôi trời ơi. Gọt thì cũng gọt được ấy, nhưng mà nó sẽ vụn tứ tung ra thế này này. Ôi, cuối cùng em cũng có một mảng. Các bạn có thể nhìn thấy cái phần này của mình, nó không bị kiểu, nó khá là mượt ấy. Nên nó không bị nát cả quả táo ấy, mà chỗ thì lõm, chỗ thì lồi ấy. Ôi, mình gọt nó còn mượt như thế này cơ mà. Chết rồi Vi ơi. Lát nữa mà làm thử thách cầm bóp chặt trong vòng 5 phút thì hơi căng đấy. Khéo là chảy máu tay thật đấy. Anh Huy bảo là xước một vết thì 500.000. Đấy, khổ lắm. Anh Huy bảo bọn mình là nếu mà làm dùng iPhone 12 xước được một vết trên tay là 500.000 nhá. Đấy, anh Huy mua bán trên sức khỏe của nhân viên như thế đấy. Ôi, của mình bạn thì... ơi. Được một vòng này này. Sao của mày trông mượt đấy? Ừ, của tao mượt. Bây giờ mình sẽ bạn biết tại sao không? Kiểu... vì tao gọt bằng iPhone 12 Pro Max đấy. Là 50 triệu đấy mọi người. Đắt chất miếng nhỉ. Sao mình lại thử cái trò này hả bạn? Chắc đây, tao để sót tiền quá. Quen cầm mã tấu. Nên là Hà đang sung sức. Này bao lâu thì mình mới gọt hết được cả quả táo này nhỉ? Bây giờ là 4 giờ kém 5 thì chắc đến tầm 7 giờ là xong. Ừ, đi rồi sẽ đến. Ôi, tao vừa kiểu bị sượt qua tay ấy, mà thấy kiểu bị đau luôn ấy. Tại mình đang dùng lực mà. À ừ. Ủa, tưởng là do iPhone sắc quá. Ủa Vi. Sao thì nó chảy máu à? Ý là kiểu
cảm giác là cái cạnh này nó cũng, tất nhiên nó cũng sẽ sắc hơn những dòng iPhone trước thì đấy là điều ai cũng biết rồi. Nhưng mà hôm nay mới được cầm vào để thử cái độ sắc bén thì thấy là cũng sắc thật đấy. Đằng trước mặt bọn mình đây thì anh Huy đang cả khịa bọn mình bằng cách là lấy một con dao để gọt cho nó mượt. Không sao, bọn em chịu đựng quen rồi. Đấy, các bạn thấy không? Nó không đứt. Đấy. Cá khịa mà, cá khịa tí thôi, cho vui thôi. Không phải có 20 nghìn thôi. Đấy, em biết mà. Đấy. Mày đặt nhẹ thôi. Đặt nhẹ thôi Vy ơi. Dám ba con iPhone 12 Pro có gì đâu anh. Đấy. Anh quay cho em cái phần viền này, em xong một vòng đây này. Đây là thành quả của... Ôi, đúng là... Máy to khác, cái trời bản ơi, nó mượt to hẳn rồi. Nó còn mượt nữa mọi người, 50 triệu chứ có ít đâu. Và nếu mà so với cả cái video lúc nãy bọn mình xem ấy thì đúng như video đấy nhở. Mà tao thấy video đấy hình như gọt là nó còn không được mượt như mình ấy. Trông người ta kiểu dùng lực nhiều quá thì cảm giác như kiểu nạo ra đúng chứ rồi, không phải là gọt nữa. Cái này nó cũng không hẳn là nó không phải là nạo đâu mà nó cũng không thể nào cắt mượt được ấy. Mình vẫn phải dùng lực và mình vẫn phải kiểu bị nó vụn ấy chứ nó không mượt hẳn rồi. Được. Đây, tất nhiên là không thể được một cái vòng vỏ như là dùng dao. Không được. Đây là vỏ của bọn mình. Và chốt lại một điều là đúng là viền của iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max thì sắc hơn những dòng iPhone trước. Và đấy, bằng chứng các bạn có thể thấy là nó có thể gọt được cả táo rồi. Còn bây giờ thì mình có làm cái thử thách cầm 5 phút không bạn? Tiền mà thôi, tiện được. Nó thầm một thôi chứ đây không phải điện thoại tôi đâu. Tiền đi. Cầm nhé. Cầm mà, xem nó có đỏ tay không thôi. Anh bây giờ cầm chắc hết sức đúng không? Chắc hết sức, chết rồi. Em tự nhiên em cứ dùng iPhone 12 Pro Max ấy, thành ra nó không vừa tay ấy mọi người. Khổ lắm, em muốn. Nhưng mà lúc nãy Hà bảo mình Hà thích cầm những thứ là to các bạn ạ. To. Đấy, thì to nó mới đắt. Cầm chặt hết sức trong 5 phút nào. Nào cầm chặt đi, tất cả cùng cầm chặt nào. Có hai người tất cả. 1, 2, 3. Bạn phải kiểu đặt mấy cái cạnh vào phần tay ấy. Tôi đang tì rồi bạn ạ. Bạn chưa tì à? Bạn tì đi. Đây. Bạn tì đi. Ui, đau phết đấy. Hay nó vào đau vào xương nhỉ? Đau vãi. Không phải đâu, nó đau là vì mình cầm chắc cái lực thôi chứ không phải vì nó sắc. Không, nó bị rát luôn ấy. Tức là bạn bị kiểu nó cảm giác hay là vào hay là bị vào xương nhỉ? Không, tôi rát thật. Bị vào xương? Không, ý là nó đè vào xương thì mình cảm giác đau ấy. Ý là nó đè vào ấy. Thế á? Nên bị đè vào đây này, cái ngón tay cái này. Đau phết đấy. Bạn bị làm sao? Thực ra thì nó cũng không đến mức là đứt tay hay là xây xước tay được nhưng đâu. Mà tôi nghĩ là nó sẽ bị đau ấy. Đau thì là vì tao nghĩ là vì mình cầm mạnh thôi, với cả tất nhiên là đúng là nó cũng có sắc hơn một chút. Nhưng mà để mà kiểu xước tay, kiểu đút túi quần trong lôi dao và xước tay thì tao nghĩ là không phải nhỉ. Thế mày thấy tay tao run run không? Không, phát đấy là em suýt rơi, phát đấy em suýt rơi thì em... Không, phát đấy em suýt rơi thì em dỡ lại thôi, nhưng mà có run thật mà. Đau thật mà, sao em bị đau nhỉ? Em bỏ ra tí được. 5 phút. 5 phút là em chết đấy thật, đau quá. Đau thật. Còn 4 phút nữa. Hay là tại của tao to nhỉ? Mày ơi, tí lấy cái dao ấy rồi tí tay. Ôi mày ơi, tao không thể nào mà hy sinh như thế được mày. Đau lắm. Dìm đi, điên đảo không xước được tay đâu. Nhưng mà xem nó có bị kiểu bị đỏ tay hay là bị... Không. Có hơi à? À có, hơi. Phần này. Thứ đó hẳn như thế thì kiểu thì chẳng bị đỏ. Tức là nó đỏ vì là mình cầm chặt thôi chứ không phải là vì nó sắc. Anh thấy có một vết ở đây không? Vết này chắc là 100.000 đấy anh nhỉ? Bây giờ đến tiếp mục cưa tay nhá. Anh nhìn em đi. Con tay. Anh phải quay cận vào cho em cái này. Em xứng đáng được 250. Anh một đường như thế này. Thôi bạn ơi, cái này 250. Bây giờ sẽ là tiết mục iPhone 12 đã khiến sếp S Channel Thành Huy chín ngón như thế nào? Nào, quay vào đi. Vào. Cưa đây đi bạn. Ngón út vào đây, ngón út. Anh út tay xuống đi. Đau quá. Thôi cưa vào đây nó mới ra máu này bạn. Đây nhiều máu. Không, chỗ này ra. Ôi, anh chắc không? Tôi banh ra, cho bạn. Đau thật đấy. Mày có kiểu bị ngu sần đi. Thế sao anh lại lôi nhau ra để cưa tay? Tại Huy thách mà. Mạnh vào bạn kéo cưa lửa xẻ. Kéo cưa lửa xẻ, ông thợ nào khỏe thì về ăn mơ. Thôi, chảy máu thật đây. Đây này bị xước luôn rồi này. Đây nhưng mà thầy. Ôi, xước iPhone không anh? Không. Đấy là hết của anh Huy. Hết đâu mà hết. Đấy là da bong da thôi. Anh Huy tắm không kỹ. Đi chào một lúc mà thầy ghét rồi chứ. Nhưng mà có thể là cái phần này mọi người hôm qua anh sờ cái phần này thì cái phần này rất sắc. À tức cái phần nút bấm đúng không? Ừ, cái phần nút tăng giảm âm lượng. Nút bấm thì bình thường như cái phần tăng giảm âm lượng này xước thì rất tay thật đấy. Mọi người sờ mà xem, sắc cực kỳ luôn. Đúng. Cái phần hơi hồ lên một chút. Cái phần này sắc cực kỳ luôn.
có thể cái phần này nó sẽ gây ra không đến mức đứt tay chảy máu nhưng mà cũng có thể xước được đấy. Sau những cái sự nghi ngờ của chúng mình về những cái bức ảnh mà được cho là cắt ghép thì ngày hôm nay bọn mình đã thử và thật sự là nó đã gọt được táo là thứ nhất. Thứ hai là nó sắt thật ấy, tức là nó không thể sắt được là chảy máu tay như nào nhưng mà nó sẽ sắt mà nó bị hằn hoặc là bị xước hoặc là bị đỏ, nói chung là bị ráp luôn ấy. Đấy, ban nãy mình cầm cái này mà mình bị ráp tay luôn nên là cái này cũng đáng phải quan ngại phết đấy. Và mình nghĩ là nếu như mà các bạn mua iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max về thì nên dùng ốp lưng để có thể giảm đi cái độ sắc bén của phần viền của iPhone ấy. Lỡ thôi, nếu mà kiểu đút vào túi quần thì áo lúc lấy ra ấy có thể là cứa vào những cái phần tăng giảm lượng này thì sẽ gây đau cho bản thân. Tất nhiên là mình nghĩ không đến mức là chảy máu đâu nhưng mà cũng sẽ bị đau. Và chúng mình tiếp tục để cho các bạn một đường link ở bên dưới dẫn thẳng đến hệ thống cửa hàng của Fairphone S, và ở đấy có rất nhiều các loại ốp lưng dành cho iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max nhá. Hãy đảm bảo sức khỏe của chúng mình chứ đừng chủ quan nha mọi người. Đúng rồi. Và đó là số kiểm chứng lần này của chúng mình với thành quả là hai trái táo nham nhở. Còn các bạn thì sao? Nếu mà các bạn đã mua iPhone 12 ở Fairphone S rồi và các bạn cũng đã thử gọt táo rồi thì hãy... Ê, chẳng ai ngu bọn mình mắc ra gọt táo đâu thật ý. À ừ nhỉ? Nếu như mà sắp tới các bạn có mua iPhone 12 ở Fairphone S thì cũng có thể thử gọt táo và chia sẻ hình ảnh với chúng mình nhá. Hoặc là không mọi người, đừng. Phiền đấy mọi người, đừng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong số em check tiếp theo. Bye bye.